Thảo xin chào lại quý cô chú anh chị, các bạn đang xem kênh ABC Family Fun Share Vlog của Thảo nha. Thảo muốn chia sẻ đến cùng cả nhà bánh quy sô-cô-la. Này là sô-cô-la M&M. Món bánh ăn rất là thơm ngon và cách làm rất là đơn giản. Giờ Thảo mời cả nhà vào bếp làm cùng với Thảo nha. Thảo cho vào 2 quả trứng gà là 100g. Kế tiếp Thảo cho vào là 100g đường cát trắng. Sẽ khuấy cho trứng và đường nó hòa vào nhau nhé. Khi cái hỗn hợp đường nó đã tan vào trong trứng rồi thì tiếp tục Thảo cho vào là 100g bơ lạc. Bơ này ở nhiệt độ phòng. Vừa đổ mình vừa đánh cho bơ nó hòa vào trong hỗn hợp trứng nha. Và kế tiếp Thảo cho vào là 270g bột làm bánh. Bột rây, rây cho nó mịn bột nha. Và cái chỗ bột này Thảo đổ vào rây 2 lần. Các bạn nhà có rây lớn mình đổ bột vào một lúc rồi mình rây luôn. Giờ tiếp tục Thảo cho vào bột lần 2 nha. Rồi cũng rây tương tự như vậy. Tiếp tục Thảo cho vào 5g bột nở là baking powder. Và mình rây cùng với bột luôn. Lúc này mình sẽ trộn bột vào trong trứng nha. Thảo trộn bột đến lúc này là được rồi. 5 bột cacao. Vào tiếp tục là 25g bột hạnh nhân. Rồi mình lúc này sẽ trộn cho nó hòa mịn vào nhau luôn nha. Cái bột hạnh nhân á, mình cũng phải rây, nhưng mà Thảo không có rây á, cho nên cái những cái đốm trắng trắng đó là cái hạnh nhân á nha các bạn, chứ không phải là bột nó bị đóng cục. Thì Thảo dùng cái bọc thực phẩm nè, mình bao cái thố bột và cho vào trong tủ lạnh 1 giờ. Và lúc này sau 1 giờ nè, Thảo lấy bột ra khỏi tủ lạnh. Đầu mình sẽ bắt bánh nha. Sô cô la M&M này Thảo có 200g. Mình cầm lên miếng bột rồi mình xe cho nó tròn ha các bạn. Rồi mình đè dẹp xuống. Rồi mình lấy từng viên kẹo sô-cô-la M&M nè. Mình đè lên. Thảo làm khoảng 3 viên sô-cô-la như vậy. Và như vậy là 60g nha các bạn. Và tổng cộng cái số bánh Thảo làm ra là được 16 cái. Bây giờ Thảo sẽ làm tiếp tục cái bánh thứ hai cho các bạn xem ha. Cách làm rất là dễ luôn. Không có gì là khó. Thảo làm được thì các bạn làm cũng được, chừng các bạn làm tốt hơn Thảo nữa. Những cái bánh kia Thảo cũng làm tương tự y như vậy luôn ha. Giờ Thảo sẽ sắp những cái bánh vào trong cái dĩ nướng nè. Mỗi dĩ nướng như vậy là Thảo nướng được 8 cái. Thảo chia ra 2 lần nướng nha. Thì tổng cộng số bánh là được 16 cái. Nướng bánh là 180 độ C, nướng từ 15 tới 17 phút nha. Và lúc này sau 17 phút nè, bánh nó đã chín rồi. Bây giờ Thảo sắp ra cái dĩa inox này luôn. Những cái bánh rất là dễ thương ha, màu sắc bắt mắt. Và bây giờ Thảo mời cả nhà cùng thưởng thức bánh với Thảo nha. Thảo bẻ bánh ra nè. Bánh rất là xốp, giòn. Và những cái đốm trắng trắng đó là bột hạnh nhân nha các bạn. Ăn vào bột hạnh nhân rất là béo, bùi, thơm. Ăn chúng vào những cái viên sô-cô-la M&M thì thôi, quá là ngon. Mùi thơm bay rất là nồng nàn trên mũi luôn á. Video làm bánh của Thảo đến đây xin tạm dừng. Thảo cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video nhé. Chúc các bạn làm thành công món bánh này. Xin chào, bye bye.